Rồi đầu tiên là xin chào tất cả các anh chị em bạn bè nhá. Ông cứ xem đi ông. 3720. Ui giời, vượt quá gấp đôi rồi ông ạ. Đấy. Cái việc là quên không tắt cái máy bơm gì cái là mực nước đã đạt đến 38/20 rồi, tức là đầy chào lồng rồi các bạn ơi, đây này. Các bạn xem chào lồng rồi này, nước đầy nó tận đây rồi này các bạn này, này, này. Đấy. Nước đầy đây này, nước giặt không hạn chế như này ấy, thì chăn rất sạch các bạn nhé. Đây là nước giặt thứ ba rồi. Các bạn yên tâm rằng là cái chăn mà càng nhiều nước ấy thì sức kéo của motor càng trở nên nhẹ. Các bạn nào đã từng đi xuống ao mà kéo một bao tải gạch mà xem. Nhất ở trên này các bạn không kéo nổi. Nhưng mà các bạn ném một tải gạch xuống nước ấy thì các bạn hoàn toàn có thể là kéo được ba tải gạch luôn. Như vậy là ưu thế của việc là vận chuyển đường thủy. Các bạn nhé, nhất thủy nhì hỏa, thủy này làm cho rất tốt. Nên nước đầy như này thì càng nhanh sạch chăn màn thôi, và chăn màn càng thơm tho sạch sẽ thôi. Đây này, ông hôm nay bác Trung đang ở nhà cũng đang rất hân hoan để ngồi ngóng chờ xem là nó thực sự là nó đang giặt như thế nào. Đó, chào nước quá rồi bác Trung ạ. Cách đây khoảng độ 5-3 năm ấy, trên thị trường mọi người cũng làm rất nhiều máy giặt giống như này thôi, không phải tôi là duy nhất. Tôi cũng mãi làm được đến thời điểm này là 2 năm thôi. Nhưng mà các bạn thử để ý mà xem, chỉ cần quên một chút xíu thôi thì nước nó đầy tràn ra rồi. Thứ nhất là nó lãng phí về tiền điện này, rồi là như này như kia nữa. Sau đó nó cứ bắt chúng ta phải trực quanh cái máy thôi, không có đi đâu được cả. Đó là một cái máy, nó là máy giặt, nhưng mà công năng của nó chỉ giúp chúng ta là vận mỗi tác dụng là vò cái chăn thôi, mà không có giúp ích gì cho chúng ta nhiều về việc là cải thiện cái cuộc sống nhiều về sức khỏe cả. Thế thì cái máy giặt từ tự động hóa Trường Sơn này mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này, nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Nó giúp ích cho các bạn ấy, là tôi thì tôi làm ra cái máy thì tôi có nguồn thu nhập. Các bạn là người mà sử dụng máy thì các bạn cũng tạo ra nguồn thu nhập các bạn này. Đấy, này, nước đầy tràn là nước giặt thứ ba. Chỉ quên bấm công tắc, hai bác cháu nói chuyện sơ một tí thôi. Đường cấp nước phụ bơm bằng máy bơm. Thế là nước đã đầy trào lên nước giặt thứ ba rồi. Nước bây giờ thì rất là trong anh em nhé. Nước bây giờ rất là trong. Tốc độ nó trào ra đây rồi các bạn này, trào hết lung tung rồi. Tốc độ rất là mạnh mẽ. Đây này, nếu tôi mà mở thêm cái van phụ nữa này. Đấy, các bạn xem này. Hai đường ống xả, một đường ống phi 48, một đường ống phi 60, chỉ trong vòng 15 giây thôi là hết cái bể nước này. Đó. Không phải đâu, hai bác cháu uống rượu. Hai bác cháu bảo cứ mải mê uống rượu đi, xong là tối tranh thủ giặt thêm mẻ nữa để mai nó mất điện các bạn nhé. Mai nó mất điện. Bạn Phạm Thắng Thổ ở Tuyên Quang là người dùng máy giặt Trường Sơn này bác này, mà bạn ấy giặt rất là xuất sắc ở trong cái nhóm giặt đấy. Bạn ấy đang hỏi là hai bác cháu test muộn thế. Rồi anh chị em nhé, một cái mẻ giặt như này đang trong này đang là 6 cái chân này các bạn này. Tôi cứ coi như là 5 cái chân to thôi. Bây giờ thì máy đang chuẩn bị vắt này các bạn nhé. Máy đang bị bắt, tôi mở ra này các bạn cùng xem. Bây giờ tốc độ của chúng tôi được cải thiện hơn một chút rồi. Tốc độ bắt bây giờ được cải thiện bằng nhiều cấp tốc độ khác nhau rồi. Đây, cái vòi này là tranh thủ ngồi chờ lâu, tại vì bác bố trí cái đường ống phi 21 nó hơi lâu một chút, thì bố trí thêm một cái đường này nữa là bằng máy bơm. Rồi, tôi chưa đậy vào đây các bạn này. Tôi chưa đậy các cái đường dây vào. Đây, sử dụng miếng tần Toshiba 3,7 kW, dùng điện nhà bình thường, cắm vào điện nhà này thôi các bạn này. Nhà bạn dùng quạt nào để ngủ đêm buổi tối thì chúng ta dùng cái máy giặt này cũng vậy. Máy giặt này chạy điện 3 pha các bạn nhé, chạy điện 3 pha đây này, nhưng mà dùng điện nhà bình thường. Bạn nào chưa biết về vấn đề này chịu khó nghiên cứu một tí, xem một vài live stream thì các bạn sẽ hiểu thêm thôi. Mình đỡ giải thích nhiều. Đây, máy bắt đầu tăng tốc dần để chuyển sang trạng thái vắt. Khoảng độ 20 giây nữa thì máy sẽ tăng tốc lên. Rồi, chào Phạm Thắng Thổ nhá, chào bạn Đặng Thúy nhá. Máy đang bắt đầu tăng tốc lên đấy. Đây các bạn xem này, bây giờ nước này nó bắn vào người tôi không sao cả, bởi vì một cái bể nước to như này đấy. Khi máy bắt đầu tăng tốc lên thì van xả lại được tự động mở ra đây. Đây, chào Phí Hồng Hợp nhá. 24 tôi ở Bắc Cạn, thì hôm nay là 28 tôi đang ở Bắc Ninh. Cũng là Bắc với lại Bắc, nhưng mà
khả năng là các anh Bắc Cạn anh nghèo hơn, bởi vì là anh ấy cứ nấu ra bao nhiêu thì anh ấy lại ăn hết bấy nhiêu, cho nên là nó bị cạn nồi ấy. Còn Bắc Ninh người ta chỉ ninh xong người ta để đấy thôi, người ta thích ăn. Thế là Bắc Ninh nó giàu hơn hay sao ấy. Tôi đoán như thế các bạn nhé. Ở dưới này thì đây đang là vùng dịch. Cách đây khoảng độ 3-4 hôm thôi thì vùng này người ta cho phép mọi người vào bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua thôi thì có một vài trường hợp là bị ép mấy ấy, nói chung là bị dịch. Thì hôm nay họ lại bắt đầu cấm rồi. Nhưng mà nào mà có người nhà người thân ở các vùng ấy thì các bạn thử thấy tôi live stream mà xem, các bạn sẽ thấy phân tích được rằng là một mẻ chăn mà 5 cái chăn thôi, mỗi cái chăn các bạn chỉ cần đặt tính lên một tí thôi thì các bạn thấy người nhà người thân của các bạn đầy người còn không có công ăn việc làm, đầy người đi gặt lúa này, đi hái lúa. Chào tôi phân tích rồi, 3 người một nhà mà cấy một mẫu lúa đi chăng nữa thì sau 3 tháng, cứ gọi là 4 tháng đi, một mẫu lúa thì được 2 tấn lúa, 2612 có được có 12 triệu thôi, không đút được hết vào túi đâu các bạn. Nếu mà các bạn giặt như này một mẻ này thôi, một ngày các bạn chỉ cần một mẻ thôi, một mẻ 6 chăn 6424, các bạn giặt miệt mài cho mình một tháng thôi mà nhàn hơn rất nhiều các bạn, đúng không? Nhàn hơn rất nhiều. Nhưng mà mình phải quan sát xem địa phương của mình đã có những người nào làm giặt như này chưa, người ta làm bằng công nghệ gì, làm bằng phương pháp nào đấy. Có vài chục triệu thôi là đã được một hệ thống giặt rồi các bạn. Đây này, đây là một chiếc máy vắt. Bác ấy mua cái máy này giống máy vắt mà Phạm Thắng Thổ hôm bê từ nhà anh về này đấy. Để đáp ứng cho một con máy này ấy, cần tối thiểu 3 con máy vắt. Đây bác đã chuẩn bị sẵn 5 con máy rồi, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Tức là sau khi nhấc cái chăn vắt sơ ở kia ra cho ở đây vắt lại thì lại tiếp tục vắt giặt tiếp được rồi. Như vậy nếu với tác phong như vậy ấy, các bạn nhé, với một cái tác phong liền mạch như vậy ấy, một ngày cái máy này có thể nếu mà làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối tức là 12 tiếng ấy, các bạn cứ tính sơ sơ cho mình một tiếng được khoảng 6 cái chăn, 10 tiếng là 120 cái, một tiếng 10 tiếng được 60 cái chăn đấy, 12 tiếng thì đương nhiên nó phải được khoảng độ 80-90 chiếc đấy. Cứ làm như thế, quan trọng nhất là chỗ phơi và cách sấy. Các bạn không thể nào mà giặt được 60 cái chăn trong vòng ngày mùa đông đâu, bởi vì các bạn không có công nghệ về sấy. Không có công nghệ về sấy, các bạn tìm hiểu các cái thông tin trên kênh Trồng Trọt 123 của mình. Đấy là một trong những thách thức mà các bạn có thể là tận dụng được cái lợi thế so sánh của vùng các bạn đang sống. Tôi biết chắc rằng là trong số 17 hay là 27 anh em đang xem này, thì có rất nhiều bạn đang ở trên miền núi. Các bạn có nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đấy rất là nhiều. Gỗ bán rẻ như cho ấy, nó rơi vào 220.000 đến 250.000 một khối. Một khối củi mà sấy chăn, mà sấy bằng cái máy lồng quay của tôi ấy, các bạn phải sấy được khoảng 200 chiếc chăn. Như vậy là mỗi một chiếc chăn các bạn không đáng bao nhiêu tiền sấy cả. Các bạn vượt trội lên so với những người khác để về giặt sấy. Và các bạn dám đi tuyên bố với mọi người rằng là tôi giặt sáng chiều lấy, giặt chiều tôi lấy. Và bạn đi hỏi tất cả những anh em ở quanh vùng các bạn xem. Nếu mà giặt, đây cái máy bắt đầu tăng tốc rồi các bạn này, lại tiếp tục tăng tốc lên rồi. Tiếp tục tăng tốc lên rồi đây. Tốc độ lại tăng lên 122 Hz. À Hiền Nguyễn ơi, rất nhiều chăn Hiền Nguyễn này. Câu hỏi là lấy nhiều chăn đâu chăn ra thế. Thì các bạn chỉ cần tính toán một chút thôi. Cái quan trọng nhất là các bạn vượt lên nỗi sợ hãi của bản thân. Các bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tức là bạn nào chưa làm ngành giặt thì các bạn phải nghĩ rằng là tao sẽ làm được. Đầu tiên phải là tư duy tôi làm được, tôi sẽ làm thành công. Sau đó hạ cái tôi của mình xuống, cúi xuống học mọi người. Cái gì mình trở vào mình không biết, biết rồi vẫn bảo không biết. Cuối cùng là các bạn sẽ học được người ta chỉ giáo cho các bạn. Mỗi người bạn A bạn học một tí, bạn B bạn học một tí, bạn C bạn học một tí. Thì như vậy là dần dần cái năng lượng của bạn nó dần tích lũy và bạn ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho nên là bạn sẽ thu được nhiều chăn hơn. Chứ không phải là đây hai bác đây 74 tuổi rồi, 76 tuổi rồi, 75 tuổi rồi mà bác vẫn cứ làm mà phà này các bạn này. Nhà chỉ mỗi hai bác thôi, bạn thấy không? Đây, ông khỏe lắm. Ông chào anh em. Chào anh em nhá. Đấy, tất cả là chúng tôi lắp máy cho nên là hơi muộn tí, tép lốt một buổi này với anh em nhá. Ông ơi, ông tranh thủ tâm sự với anh em tí. Xin chào nhá. Cơ duyên nào, ông cho hỏi là cơ duyên nào mà ông lại biết cái máy mặt từ Trường Sơn này? À, để cháu phỏng vấn ông tí, à, ông người xem đó. Biết bây giờ là biết cái máy giặt của Trường Sơn này bởi vì xem cái YouTube ở trên kênh Trồng Trọt 123 mà cảm thấy rất ưu việt, mà so với bao nhiêu cái YouTube khác mà cảm thấy rằng là các khác không hợp, mà kể cả các cái máy giặt công nghiệp mà của
nội địa tôi cũng không thích, bởi vì hiệu suất nó không cao, và giá đầu tư lớn quá, mà có sửa chữa thì lại rất nguy hiểm, sửa chữa thì vô cùng đắt đỏ, mà liệu chúng ta làm thì liệu có đến lúc mà hết khấu hao thì coi cái máy cũng tan, mà nếu sửa chữa thì là gần như mua máy mới. Cho nên là tôi không thể đầu tư thế được. Mà tôi đầu tư cái này là đối với nị của anh Trường đây, thì nếu có những các cái điều kiện gì là anh giúp đỡ, kể cả từ cái chỗ mà chỉ có là những cục sắt mà ông ấy làm lên được máy, vậy cái gì ông không thể sửa cho mình được. Đấy, do vậy là tôi cũng đặt niềm tin lớn lao vào thế này để mà dám đầu tư vào cái máy kênh của anh Khắc Trường. Mà anh Khắc Trường thì thực tế là anh ấy hơi tếu thôi, nhưng mà thực tế là anh rất thực lòng. Và những các cái việc mà anh ấy nói về máy móc, thỉnh thoảng anh ấy đùa một tí thôi, nhưng mà thực tế là anh ấy rất thực lòng, và anh làm cho chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi, và cảm thấy rất yên tâm khi đầu tư vào cái máy của cơ sở anh Trường sản xuất. Thế cho nên là tôi cũng cảm ơn YouTube, cảm ơn cái số phận của tôi mà may mắn được gặp anh Trường, và được anh Trường đầu tư cho như thế này, tôi cảm thấy rất mỹ mãn. Và tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mà vẫn muốn mà vẫn làm được, bởi vì cái máy của anh nó đã vắt tới khô đến 70%. Vậy tôi chỉ còn có cái vào đưa vào 6 cái máy của tôi mà vắt sơ nữa thì coi như là ok. Vắt kẹt thì ok. Thế do vậy mà trước thì tôi cũng đã làm máy giặt này rồi, chính tôi có 6 cái máy này, không phải là mới mua đâu, mà trước là tôi giặt thủ công, mà tôi đã có 6 cái máy này rồi. Thế do nên là bây giờ là sử dụng cái máy của ông Trường này là tôi tận dụng được hết, không phải bỏ cái gì cả, mà không phải đi mua thêm máy nữa. Thế cho nên là tôi cảm thấy rất hợp, thì thôi quyết tâm là coi như thế là theo ông Trường thôi. Mà thực tế là theo ông Trường đến hiện giờ thì là máy rất ngon, vắt tốc độ cao, mà máy im lìm, đứng không thấy rung rinh gì cả. Không rung rinh gì đấy. Thế cho nên tôi yên tâm. Thế cái thứ hai tôi cũng biết sơ qua về cơ khí. Tôi nhìn hai cái trục của ông ấy to trục 50 và trục bằng inox thì thôi không còn gì để nói nữa. Thế mà kiểm tra lại những các cái thang để mà đập chăn ở bên trong thì ông ấy thiết kế là tương đối dày dặn. Cái vỏ của những các cái lồng giặt là tôi cảm thấy là rất thích hợp. Tám thanh đập coi như là để đảm bảo cho chăn mà lồng không bị gót. Đấy, thế tôi thấy rất ưu việt. Cái thứ ba nữa là chạy bằng xích, nó tiết kiệm cái lực đến tối đa. Đấy, chứ nó không bị lực như dây cô loa mà bảo trượt đó. Thế cái thứ tư nữa là tôi thấy là cái bộ phận tự động hóa của anh là anh tự động toàn bộ. Đấy, kể cả về đường cấp nước, thoát nước, rồi chế độ các thứ. Tôi thấy rằng không khác gì cái máy nhập khẩu. Đấy. Mỗi là không phát kiệt được không ạ? Đấy. Vâng. Máy kia thì tôi đã có 6 cái máy đi theo rồi. Mà cũng chỉ cần đến thế thôi. Nếu cái máy tôi mua rẻ mà không nhỉ? Tôi mua có 700 nghìn một cái. Đấy, 700 nghìn một triệu là của tôi có mua có 700 nghìn cái. Mua lại của những các cái hàng sắt vụn thì tôi đặt nó, cái thế là nó đến cái nó cắt hết tất cả cho tôi, là nó lắp luôn cho động cơ đi, chứ tôi có phải đả động đến đâu. Nào khuôn về là có khuôn về đấy thôi, có 700 nghìn. Thế có nhàn nhỉ? Không phải gì cả. Tính ra mấy năm rồi không? Cái máy này là các cái máy này nó tới đây 4 năm rồi. 4 năm thì thừa tiền. Đấy, thừa tiền nó ra bao nhiêu sản ra nhiều lắm. Nhưng mà có cái là nó cũng vắt của tôi sức ác. Bởi vì trước tới giặt công nghệ thô sơ. Công nghệ 2.0. Công nghệ là cái chúng nếu nói cách khác là gần như nhảy Vasilo. Và có ai hỏi gì không nào? Có Châu Khoa giặt mềm đấy, có Hiên Nguyễn này, ông mua máy vắt nhiều tiền không? Đấy, câu hỏi của bạn được trả lời rồi nhá. Anh vừa phỏng vấn ông đấy thì ông bảo ông chỉ mua 700 nghìn. Một cái mà 700 nghìn thôi chứ chưa đến 1 triệu. Các cái loại này còn có cái mà 16 cân ấy thì là ông phải mua mất 2 triệu vì cái máy nó to lắm. Cái máy để dùng để vắt gấu bông và những các cái thảm đệm dày và những các cái cực nặng. Ủi mấy chục người đang xem, 40-50 người đang xem không ạ? Và im tốn. Chào chú. Ông mua máy vắt. Đây con thằng này, thằng Cương. Thằng Cương. Đâu thằng Thắng Thổ là thằng giặt siêu công suất không nhỉ? Đây đứa nào đây?
là ông tuyệt vời quá. Ông tuyệt vời quá. Thằng Cú Sơn này nhá. Nguyễn Khắc Trường. Đấy, thằng tổ nó like ông liên tục kìa. Cái thằng nó giặt nhiều lắm không ạ? À thế à. Vâng, thằng ấy giặt một ngày trung bình khoảng 50 chân. Ông mua may vắt nhiều tiền không là thứ nào hỏi Hiền Nguyễn. Châu Khoa giặt, giặt là vâng. Mền đang xem. Rồi, Châu Khoa giặt mền là chuyên cung cấp máy giặt. Chuyên cung cấp máy giặt à? Máy các loại, máy vắt, máy sấy không ạ? Vâng. Nguyên Thủy này. Máy này bao nhiêu anh? Đấy, hỏi ông. Có trả lời nó cái máy này bao nhiêu tiền. Các bạn ơi, các câu hỏi của các bạn thì theo như mình thì giá máy lúc đầu tiên mình phải chia sẻ với các bạn đây này. Lúc đầu tiên năm 2017 tôi bắt đầu làm cái máy đầu tiên ấy thì giá cái máy giống như của tôi này trên thị trường đang là 65 triệu. Tôi làm phát tôi bán luôn 45 triệu, tức là giảm được 20 triệu, tức là giảm được 1/3 đúng không các bạn? Bây giờ thì do sắt thép nó tăng giá cho nên là tôi bắt đầu nâng lên là thêm cứ nâng nhỏ giọt để bù vào cái tiền sắt thép tăng thôi. Lúc thì tôi nâng lên là 46, 468 rồi 475 đấy. Bây giờ là 475 các bạn nhé. Chưa bao gồm vận chuyển thì cứ tính 400 đến 500 nghìn 100 cây. Đấy. Đấy là câu trả lời của bạn. Thôi bây giờ ông cháu mình ra xem cái chăn nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Ông tuổi cao như thế mà có bà, ông bà còn có thu nhập nhá, có lương nhá. Mà ông bà vẫn cứ chăm chỉ như thế các bạn thấy không? Thế mà chúng ta là tuổi trẻ này. Chúng ta lại không chịu, không dám là hy sinh sức mình cũng muốn ông để ấn nút tìm cửa đây này, ông thao tác luôn đi đấy, ông thao tác luôn các bạn này, ông còn thao tác khi tôi lắp xong ấy là cái gì ông cũng biết rồi bởi vì ông nghiên cứu kênh YouTube của tôi rất kỹ các bạn nhé. Rồi đấy, cái nút gì ấn như nào là ông biết cả rồi đấy. Đấy cái khóa này bây giờ chúng tôi thiết kế nó rất là khỏe bởi vì chúng tôi sau một thời gian thì chúng tôi cải tiến nó lên đó, đang vướng đâu rồi kìa. Nó vướng đâu rồi? Cái chân nó nằm sẵn. Không, bên kia. Đây, chưa ra. Cái đấy là chưa ra. Đây các bạn này. Các bạn đang xem trên màn hình đây là đang 6-7 chiếc chân. Ông cứ rút ra các em. Đấy. Nó bị lồng vào nhau một tí. Cho nên là... Đấy. Để cho đỡ ông rút ra. Đây. Ông thử nhấc xem ông thấy nó có đây ông thấy khô hơn chưa? Khô hơn rồi. Đấy, khô hơn chưa các bạn? Thấy có nước chảy không? Cẩn thận nó chạm đất. Không có nước chảy ra nữa này, đấy. Thơm tho sạch sẽ, ông ấn vào đây. Thơm. Sạch sẽ hết. Ông có khả năng là ông nên giữ cái kia làm tí. Thế nào? Cái mép chân này mình nên để vào cạnh lồng kia để cho tránh trường hợp là nó bị lên, nó lên nó rách và thôi à đúng rồi, ông cài vào thế thì chắc ăn rồi. Các bạn ơi, kinh nghiệm làm việc ấy, kinh nghiệm của một con người ấy, con người mình có mạnh mẽ hơn trong tương lai hay không ấy, là do khả năng học tập của chúng ta các bạn nhé. Sinh ra thì con người chúng ta là giống nhau hết, não của chúng ta phẳng như nhau như tờ giấy trắng hết. Bố mẹ chúng ta, môi trường sống của chúng ta, thầy cô của chúng ta chỉ tương tác, tác động vào chúng ta khoảng độ 30% thôi, hoặc là 25% thôi. Còn tất cả là do các bạn học tập mà ra. Các bạn quan sát một cái công việc, quan sát một cái sự vật hiện tượng, các bạn đúc rút ra những kinh nghiệm của riêng bản thân của các bạn. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái chân to nó cho máy to không ạ? Đấy. Các bạn thấy không? Ông già 70 mấy tuổi còn bê ra này. Các bạn thấy chưa? Đơn giản thôi. Nó hơi mắc ở đây tí không ạ? Đó. Sau này cháu sẽ phải làm cái phanh ở động cơ. Đấy các bạn này. Đấy. Trong nhà còn nhiều chăn lắm. Mai mất điện cho nên là hai ông con... bảo giặt test thêm một mẻ nữa, mai mình về Yên Bái. Đấy, ông. Đấy, ông vắt luôn đây các bạn này. Những chiếc máy như này thì các bạn mua không cần phải bo mạch này hoạt động. Các bạn nhé, không cần phải bo mạch hoạt động. Các bạn hãy chú ý cho mình nhé. Đầu tư một bộ như này không hề đắt. Các bạn hãy so sánh với việc cấy lúa của những người khác mà xem. Hay lên rừng kiếm củi mà xem. Cực kỳ vất vả các bạn nhé. Cực kỳ vất vả. Giặt như này cho đây, quay lên đây, nhàn thôi. Đó. Với những chiếc máy như này các bạn nên mua là này, chỉ cần nó vắt được, quay được thôi, không cần bo mạch. Đã, thiết kế cho nó một cái công tắc đây này, ấn cái nút công tắc kia là các bạn làm kiểu gì cũng được, cốt an toàn về điện là được nhá. Đấy các bạn thấy chưa, trong vòng có mấy phút ông vắt sắp hết rồi này, nó hơi lồng vào nhau một tí đấy, mặc dù có chế độ giũ đồ rồi nhưng mà nó cũng sẽ không bao giờ giũ được hết bởi vì những cái chăn nó to, quần áo thì không vấn đề gì cả. Liệu có vắt hết được luôn không ông? 4, 5 máy luôn không? Có 6 máy, còn máy nữa. Vâng.
Đây các bạn nhìn ông làm này đó, các bạn nhìn những cái thanh tre ma thuật chưa? Không làm thì là sao nghĩ ra được? Đấy, ông chính là cái tụ. Ông đề đấy. Chia sẻ với các bạn, ông bà chỉ có hai ông bà ở nhà thôi. Hai ông bà ở nhà thôi. Nhà cửa ông bà rất là khang trang. Ông ngoài việc là làm máy làm móc ra này, ông còn chế tạo những cái chiếc đèn. Mất điện rồi nhà ông mất sáng choang. Các bạn đi mua những chiếc máy thì không nên mua những chiếc máy mà động cơ nó kêu như này nhá. Kêu như này là ổ vi sắp hỏng rồi. Ổ vi sắp hỏng rồi. Quan trọng nhất là các bạn nghe tiếng nó êm như này là được này. Quang treo không bị dẹo dọ là được. Vài trăm nghìn, 5-700 nghìn, 1 triệu thôi là xong một cái máy rồi nhá. Các bạn đừng cầu kỳ quá. À trên kia lại còn một máy nữa, thế là ông 6 máy à? Ui ông 6 máy bắt liền các bạn này. Đây một cái máy 9kg này. Ôi thế này thì hết nhắn cái gì nữa. Này thì hết nhắn cái gì nữa, ông cho nốt ra đi ông ơi. Là nốt mình làm mẻ nữa chứ. Cắm đây để đêm mình ngủ chứ. Mai phơi chứ. Đấy. Các bạn xem đây này. Mình thường xuyên hướng dẫn mọi người chế tạo một chiếc máy giặt ở trên online ấy. Mình chỉ mong muốn làm sao là mỗi một người, mỗi cứ 3 xã các bạn nên có một chiếc máy giặt công suất cao như này. Kể cả những người khác làm giặt là rồi mà công suất họ thấp thì các bạn cứ mua những cái xe đầu kéo thay vì mua những chiếc xe tải công suất thấp thì bạn sẽ cạnh tranh được với người ta thôi. Sau đó các bạn chịu khó học hỏi công nghệ sấy từ Trường Sơn. Trong ngành giặt là chỉ có sấy là đắt nhất các bạn nhé. Ông cho tiếp không? Cho tiếp nhé. Cho tiếp đi không? Tiếp xong rồi. Cầm máy mình đi ngủ mà. Nhờ vào tự động hóa như này thì việc đơn giản lắm. Cháu của bác chủ nhà đây cũng mua một chiếc máy na ná như này nhưng mà nó không vắt được. Cứ đến giờ là phải ra cắm đấy để lúc cần cấp nước vào thì phải mở khóa nước ra cho nước đầy lên, đứng quan sát xem nước đầy như thế đã giặt được chưa, tắt nước đi, ấn cho nó chạy cho nó quay được khoảng 5-10 phút, xem thời gian quay như thế đã được chưa, lại ra mở cái van xả bằng tay. Đấy, nói chung là không đi đâu được cái máy đấy cả. Mà lúc tôi làm ra cái máy như thế này ấy, giá thị trường của nó lúc bấy giờ là 46 triệu, không vắt được, không tự động. Đấy, không biến tần, không gì cả. Đây đây ông cho vào đi, đây. Còn ấn nút tìm cửa. Rồi ông cho vào đi ông ơi. Đấy. Đấy. Ok. Các bạn ạ, trong quá trình đi lắp máy giặt này có khoảng độ 20% những bạn chưa làm giặt bao giờ thì bắt đầu từ các trường mình hướng dẫn từ A đến Z. Cái đó ngày xưa các bạn phải đi học mình mất phí đấy các bạn. Nhưng mà tôi làm thì với tinh thần là chia sẻ thôi. Tôi liên tục chia sẻ cho anh chị em cách thức chế tạo máy giặt, cách thức mở một hiệu giặt, cách thức như này như kia trên kênh Trồng Trọt 123. Tôi không điều hướng các bạn sang đấy để xem để tôi kiếm tiền từ YouTube. Các bạn nhé, tôi không điều hướng được nhiều việc đó bởi vì quy chế của YouTube ngày càng khó khăn. Cho nên tôi không kiếm được tiền từ nó đâu, cho nên các bạn xem thì các bạn được thôi. Các bạn học thì các bạn được thôi chứ không phải tôi điều hướng như thế đâu nhé. Tiếp theo nữa là tôi quên sứ mất nói về cái gì đó rồi. Rồi. Đấy. Nếu mà nước thứ ba mà mình cho nhiều nước ấy thì mình vắt kiệt cũng ok đúng không? Thì nó đỡ bị hôi. Máy này chắc hỏng rồi. Bo mạch đa năng. Đấy các bạn thấy này, ông tiếp tục cho chăn vào này. À tôi đang nói chuyện về việc là 20 hoặc 25% những bạn mua máy của tôi là chưa làm giặt bao giờ. Các bạn có thể kiểm tra các thông tin chéo ở trên kênh Facebook của tôi hoặc trên kênh YouTube của tôi. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy rằng là khoảng độ 60% là những bạn mà mua máy của tôi là vì các bạn cũng đã làm giặt được khoảng độ 2 năm, 3 năm, 5 năm. Đấy tùy nhưng mà vì là ông làm giặt 5 năm đấy. Thì cái lượng chăn nó đổ về nhiều quá. Với những cái máy như này thì giặt nó rất là lâu. Giặt rất là lâu, lâu lắm mới xong. Đấy. Hoặc là giặt thì nó cũng không được sạch. Vì sao mà mình nói là không được sạch? Mình nói là có lý do các bạn nhé. Như chiếc máy giặt lồng ngang này, nếu các bạn xem trên YouTube ấy, các bạn đánh chữ How the washing machine work ấy, các bạn sẽ thấy một chiếc máy giặt lồng ngang này nó đắt giá hơn rất nhiều so với một chiếc máy giặt lồng đứng. Bởi vì cái chăn nó được dâng lên rồi đập xuống, dâng lên rồi đập xuống. Điều này làm cho bẩn, rồi là xà phòng đập liên tục,
và kể cả bạn cho xà phòng bột vào đây thì nó vẫn cứ tan các bạn nhé. Cả bạn cho vôi vào thì nó vẫn phải tan đấy, vôi bột thì nó vẫn phải tan, tan vì nó đập quá mạnh cho nên nó tan, vì vậy mà chăn riết là sạch bóng. Cho nên là những chiếc máy giặt lồng ngang thì đắt hơn. Tiếp theo nó đó là cơ chế về vắt. Để vắt được một chiếc máy giặt lồng ngang ấy là quá khó. À, các bạn biết vì sao mà ở Việt Nam mình rất nhiều người làm máy giặt như mình mà lại không ai có thể là cho vắt khô được không? Không phải người ta không cho vắt khô được, mà cho vắt khô nó quá nguy hiểm các bạn ạ. Cái máy này thay vì cũng là cái khối khả năng giặt như này các bạn chẳng hạn nhá, thì để vắt được khô ấy thì cái máy nó phải nặng tầm khoảng độ 1,6 tấn đến 1,8 tấn nếu mà vào cái lồng cỡ lồng như này. Đấy. Sau đó các chi tiết cơ khí không đơn giản nữa, mọi thứ đều là phải làm bằng y bằng u, mà y bằng u phải u dày khoảng độ 10 ly nhé, không phải là u dày kiểu một tí như này đâu. Cho nên là cái giá trị nó lại đắt lên kinh hoàng. Thì như vậy là người nông dân hoặc là các bạn ở tỉnh lẻ các bạn không tiếp cận được, được chưa? Không tiếp cận được. Chính vì những lý do như vậy cho nên là ở Việt Nam mình mọi người không làm cái máy giặt này vắt khô, chứ không phải là mọi người không làm được. Mọi người làm được, tôi cam kết là mọi người làm được. Không phải tôi làm nhưng mọi người khác làm được nhá. Tôi không phải là giỏi, thế tôi không xác nhận là tôi làm được, nhưng mà mọi người là sẽ làm được. Đó. Cho nên là máy đang quét ở Thị Cầu. Thị Cầu là một cái phường của đường Hoàng Quốc Việt của thành phố Bắc Ninh. Chào Linh Linh. Cái máy này đi có bị dơ dao thì nó kêu hơi to. Máy này êm ru. Máy này bác có 6 cái máy bắt liền cơ. Rồi. À, các bạn ạ, giao diện của máy thì rất là thân thiện. À, sử dụng tiếng Việt. Sử dụng tiếng Việt cho nên là rất là thân thiện. Đấy. Các bạn nhé, chi phí giặt là không cao. Tất nhiên các bạn đang xem đây, các bạn không thể nào đi đòi người dân, đi yêu cầu người giặt là rằng là phải giảm vì chi phí không cao, chỉ được lấy 20 triệu nghìn, không có đâu. Cái hay của làm kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh công nghiệp nói chung là người bán đưa ra quyền quyết định, người mua phải tuân theo những gì mà người bán đưa ra. Còn cái không hay của kinh doanh nông nghiệp ấy là người mua lại là người quyết định giá các bạn nhé. Mày không bán cho tao con lợn, mai mà nó ăn thêm càng ăn mày càng lỗ. Đây các bạn xem, ông mắt rất sáng, ông vẫn điều khiển một phát được luôn. Ok rồi. Đây là số 5 không ạ? Số 5 đấy. Vâng. Ơ nhưng mà ông phải ấn vào đây chứ. Đây rồi. À, ông ấn nút vào đây. Thế là nó bắt đầu chơi rồi đấy. Nước bắt đầu cấp rồi các bạn này. Nước và nước đã được mở ra, nước bắt đầu được tự động cấp vào. Ông lại điều khiển thêm một cái máy bơm nữa. Đấy. Do là hai ông cụ già ở nhà thì cũng không cớ gì mà trèo lên đây để chỉnh sửa cái đường nước này, đúng không? Nên là trong điều kiện nhà mình có gì mình làm đó, chứ không nhất thiết là cứ phải đưa lên 34. Thực ra mà nói cứ để như này nó chạy qua đêm một tiếng nữa là nó cũng xong. Nhưng mà thôi thì mình ngồi đây chơi, cớ gì mình không không như là không cho một ít nước phụ vào đây này, nhanh chưa các bạn này? Này thì trên máy bơm đấy là nó xong một mẻ thôi. Đấy. Tôi còn chưa kịp đậy lại các bạn này. Những bạn nào đang xem live stream, những bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái giặt là, những bạn nào mà muốn tìm hiểu về công nghệ, những bạn nào muốn, có người nhà người thân mà đang làm cơ khí, hoặc là người nhà người thân nguồn sinh kế chưa tốt, tôi nhấn mạnh rõ là nguồn sinh kế chưa tốt, tức là cái nguồn kiếm tiền chưa tốt, các bạn hãy cố gắng làm sao để đầu tư thời gian. Theo các cái chia sẻ của tôi là gì, các bạn đã quên đi, hoặc người nhà người thân của bạn đã quên đi những cái năm lớp 15, 18 tuổi là nỗ lực hết sức mình để học trở thành những con người ưu tú, được học đại học này, học đại học kia, có cơ hội ở vùng này, vùng kia, bây giờ kiếm tiền tốt rồi. Thì tôi đã quên đi như vậy rồi, thì bây giờ tôi phải nỗ lực lại. Vậy thì điểm xuất phát nỗ lực lại là gì? Điểm nỗ lực xuất phát lại ấy, là rất thấp, là đang kinh tế đang khó khăn, mọi thứ đang không biết ở đâu. Thì hãy cố gắng làm việc hết sức mình theo những gì các trường mình chia sẻ, là mỗi một ngày các bạn hãy cố gắng thêm một tí thôi. Tôi rất may mắn là ngày hôm 16 tháng 6 vừa rồi, tôi xem chương trình của Phạm Thành Long, anh ấy đưa ra một cái bảng cũng giống như tôi nói cách đây khoảng độ 5, 7, 10 tháng thôi, rằng là mỗi ngày các bạn chỉ cần nỗ lực thêm 10% thôi, tức là 0,1% thôi, thì các bạn đã quá mạnh mẽ trong bây giờ rồi. Đấy, nếu 10 tháng sau các bạn đã quá mạnh mẽ rồi, không cớ gì là 1 năm hay 5 năm hay 10 năm. Đấy, Phạm Thành Long vừa đưa ra những con số đấy. Đó. Rồi,
Chào Hoàng gia, Hoàng gia nhá. Đấy. Đây là inverter của Toshiba. Những con máy trước đây tôi dùng thì tôi thường dùng là của các cái dòng họ Miễn Tân của Trung Quốc. Sau đó được khoảng độ 15-20 máy thì tôi chuyển hết sang sử dụng inverter của Nhật Bản. Trong đó có các dòng Toshiba, Fuji hay là Mitsubishi hay là Yakawa. Đấy. Còn bo mạch thì này thì gần như là cả các linh kiện đều mua của Trung Quốc, đều mua được của Trung Quốc và được ghép nối với nhau, và các cái chương trình được ghép vào đây, được đổ vào đây. Các chương trình thì ngày càng được thông minh hơn. Đây này, tôi giới thiệu với các bạn, tôi đi ngày hôm nay tôi mang theo một số con chip. Cái con chip này tuy nó nhỏ bé thôi nhưng mà cụ ở đây mặc dù tám mấy tuổi rồi nhưng các cụ biết đấy. Những con chip này nó cấu tạo không khác gì là những bảng mạch, những cái bảng mạch to bằng cái máy tính, bằng cái ngăn kéo bàn của các bạn đang làm việc, thì nhờ vào công nghệ người ta sản xuất nó bé lại bằng phần này. Đấy, bản chất của cái con chip này là bo mạch. Một cái con chip này nó có thể điều khiển được một cái tủ sấy, và nó có thể giúp chúng ta kết nối với wifi. Các thông số của một mẻ giặt, của một mẻ sấy đều có thể thể hiện ở trên này. Tôi ném nó ở đây để mấy nữa tôi đi tôi trải nghiệm để tôi cải tiến nó trong tương lai. Đó. Đấy các bạn thấy không? Ông bảo mai mất điện làm thêm mẻ nữa, có hai mẻ thôi là được vài chục, là được hơn chục cái chân rồi. Nào. À. Tuyệt vời quá. À, vâng ạ. Đây mực nước đang tăng lên rồi các bạn này. Máy đã bắt đầu quay rồi đây. Đấy, nếu cấp nước nhanh ấy, thời gian của một mẻ giặt nhanh hay chậm ấy là phụ thuộc vào khả năng cấp nước của các bạn và khả năng xả của chúng ta. Khả năng cấp nước là do gia đình các bạn thiết kế, khả năng xả là do các trường tôi thiết kế. Khả năng xả là một ống 60 và một ống 48. Ống 48 thì hỗ trợ cho ống 60. Đây, máy đã bắt đầu quay rồi. Nhờ vào sự chuyển động mềm các bạn nhé. Chuyển động mềm các bạn nhìn nó dừng lại rất nhẹ nhàng đây này. Nó không khác gì các bạn đi xe máy phanh lại rất từ từ thôi, làm cho các chi tiết cơ khí trở nên bền bỉ hơn. Đó. Nếu mà đến giờ này mà các bạn mà kết bạn với bạn Phạm Thắng Thổ, các bạn hỏi cái máy của Khắc Trường Sơn thì đến giờ này cứ trung bình nhân 50 chân một ngày, mà ở vùng nông thôn cách hàng trăm mét mới có hộ dân. Các bạn xem lại bài livestream hôm tháng 10 năm 2020 mà xem. Vâng, vâng. Cách khoảng độ 100 mét mới có hộ dân này, nó chuyển động mềm các bạn, phanh lại rất từ từ thôi. Đấy. Sau đó nó đảo chiều lên đây, nó đảo chiều rất từ từ thôi các bạn xem nhé này. Đấy. Rất nhẹ nhàng thôi, nâng tốc độ lên. Máy có khả năng tự đo đếm các mực nước khác nhau, tự căn chỉnh, tự làm tự tính toán để cho chăn ngấm đều nước, sau đó lại bơm thêm nước vào. Bỏ thẳng lên này. Và cách thức của một cái máy nó quay như nào, nó làm việc ra làm sao là do ý hoặc là do các bạn quy định. Các bạn chính là người đưa ra các thông tin để nhập vào trong cái bộ vi xử lý này. Bộ vi xử lý này sẽ lưu ở đó để cho các phiên làm việc tiếp theo nó tiếp tục làm việc các bạn nhé. Các cái tác vụ ở đây các bạn xem trên màn hình này. Chương trình này đang giặt 500 này. Đấy. À, công việc đang hiện tại đang làm gì? Đang đảo đồ lần 1. Đấy. Nhiệt độ bây giờ đang là bao nhiêu, máy này có thể giặt được cả bằng nước nóng các bạn nhé. Nếu các bạn đầu tư thêm tiền. Mực nước đang là 16/21. 21 là mức độ kỳ vọng về nước, mức thiết lập của chúng ta. Máy sẽ đo. Đó. Thời gian giặt thì thời gian này là thời gian đảo để chờ khi nào mà nước lên đến 21/21 thì nó chuyển sang đếm về thời gian giặt. Đây là tổng thời gian của một mẻ giặt 500. Đấy. Nó sẽ trừ lùi đi các công việc sau khi thực thi, nó sẽ trừ bớt đi các bạn nhé. Đấy. Cái máng nước này trước đây nó có tác dụng rất là nhiều, nhưng những phiên bản trở lại đây thì nó không còn nhiều tác dụng nữa. Nước đã được chúng tôi đã cho những cái phớt vào đây để răng phớt vào đây để đảm bảo rằng là nước ra ít nhất có thể. Đấy, tức là những cái người mà sử dụng máy đời sau thì bao giờ cũng có những ưu điểm hơn đời trước. Không cũng có lẽ vì thế đó mà nhiều người lấy vợ sau thường có nhiều ưu điểm hơn những người lấy vợ trước. Rồi, đấy các bạn này. Ôi, cái máy này bắt khô quá rồi không ạ? Tắt đi rồi đấy. Đây các bạn nha. Tắt nó đi này. Đó. Ok. Đây, chương trình làm việc của hai ông cháu đấy. Tôi làm việc
Lúc người ta ngủ thì tôi thức, lúc người ta thức thì tôi tiếp tục thức, lúc người ta xem tin cướp giết hiếp thì tôi mới ngủ. Không phải là tôi cứ sẽ mãi duy trì cái trạng thái đó, mà các bạn cũng nên làm như vậy. Bởi vì tôi, tranh thủ lúc nãy tôi nói dở là trong người bạn hoặc người nhà của các bạn đã lỡ mất là những tuổi vàng son là tuổi 15, 18 là mình quá lười học chẳng hạn, mình không chịu học toán lý hóa, thì dẫn đến là việc là bây giờ mình có được những cái phần thua phần thiệt hơn so với những bạn khác. Vậy thì chúng ta đã lỡ rồi thì bây giờ chúng ta phải làm việc một cách say sưa hơn, cố gắng nỗ lực hơn những người khác thì bạn mới có những cơ hội mới và thành quả mới các bạn nhé. Các bạn mà làm việc giống hệt người khác ấy thì các bạn không bao giờ có được kết quả giống khác những cái người đấy. Những người khác bê viên gạch được trả là 1.000 đồng một viên gạch, bạn cũng đi bê viên gạch một, thì đương nhiên bạn cũng chỉ được trả 1.000 đồng một viên gạch, bạn không có cơ hội hơn. Cho nên nếu bạn sáng tạo ra, bạn nghiên cứu cách thức để bê được nhiều gạch hơn trong cùng một lượng thời gian như vậy, thì thậm chí bạn có thể nhận 500 đồng một viên gạch, nhưng một giờ bạn nâng được 1.000 viên, thay vì người kia bỏ sức ra chỉ là nâng được 1.000 viên. Như vậy là bạn có thu nhập cao hơn người ta rất nhiều. Như vậy là cách làm khác nhau cho ra kết quả khác nhau. Chúng ta không bao giờ được nghĩ rằng là chúng ta làm giống hệt người khác để chúng ta giàu được như họ. Nếu mà người ta làm để trở nên giàu có rồi mà chúng ta bắt chước y chang như vậy thì chúng ta cũng chỉ giàu được như họ thôi. Quan trọng nhất là bạn phải làm khác biệt mọi người và làm mạnh mẽ hơn và cực kỳ là suy tính nhiều hơn nhé. Tôi làm máy giặt này cũng vậy này, tôi làm rất sau, rất là tình cờ thôi. Thì tôi cũng, các bạn mà để ý trên YouTube của tôi mà xem hay trên Facebook của tôi mà xem, từ Tết đến giờ tôi xuất ra thị trường thì cái máy này cái máy thứ 24 rồi. Điều này không phải là đơn giản là tự nhiên người ta mua máy của tôi đâu các bạn nhé. Đấy, các bạn mà xem lại đầu đoạn live stream đấy, ông 70 mấy tuổi rồi, ông còn hứng thú với cái đề tài này như vậy. Ông còn, tôi thì tôi không phải là ngồi đây để vận động chính sách hay vận động ông để nói tốt cho tôi. Nhưng mà đúng, ông nói chuyện với tôi ngay từ ngày đầu rất là hào hứng. Ông gọi điện cho tôi, ông nói chuyện về máy giặt, máy giếng rất là hào hứng. Đến khi tôi lắp máy ở đây, tôi chưa kịp nói cái nút kia là để làm gì, ông đã biết ra để ấn rồi. Các bạn thấy không? Điều đó là điều mà người ta say sưa. Bạn phải say sưa giống như, bạn phải say sưa thì bạn mới dám áp dụng. Đấy. Rồi bây giờ tôi lại chia sẻ với các bạn về tính áp dụng các bạn nhé. Các bạn khi các bạn nghiên cứu về bất kỳ một cái gì đó, về một chủ đề nào đó, thì các bạn cố gắng nghiên cứu cho nó thật là thành tâm mà. Tức là hy sinh thời gian thật nhiều vào để nghiên cứu về nó. Sau khi nghiên cứu vào nó thì các bạn phải áp dụng vào nó. Bất kể là ai đi chăng nữa, nếu mà chúng ta chỉ nghiên cứu thôi ấy, thì chúng ta trở thành người lý thuyết suông. Nó rơi vào trạng thái của một số những cán bộ của một vài nước đang phát triển. Tôi không nói Việt Nam các bạn nhé. Là nghiên cứu rất nhiều, có nhiều kiến thức, đưa ra rất nhiều phương pháp và giải pháp, đưa ra rất nhiều đề tài. Và sau đó... xin lỗi các bạn, thì tôi đang live stream với các bạn thì tôi lại bị dừng live stream bởi vì 3G của tôi nó bị giới hạn. Đấy, tôi đăng ký gói 3G là 2GB trên một ngày, và tiền chi phí cho một tháng là 120.000 cả gọi miễn phí và được 2 hay 30 phút gọi ngoại mạng ấy. Điều đó cũng rất là ý nghĩa với tôi bởi vì nó làm cho tôi tiết kiệm. Rồi bây giờ tôi đang nói chuyện với các bạn về tính ứng dụng, tính áp dụng. Bạn cứ nghiên cứu hoài bạn không áp dụng được ấy, thì nó rất là thiếu ý nghĩa thực tế, và nó sẽ không đóng góp để cải thiện đáng kể bao nhiêu cho cái cuộc sống của bạn trong tương lai. Tất cả chỉ là lý thuyết suông thôi. Điều quan trọng ấy, ví dụ như là ở những nước tiên tiến ấy, thì để biết được rằng là một học sinh nó đạt được giỏi như thế nào ấy, thì người ta sẽ, hoặc là một người nào đó làm việc tốt như nào ấy, thì người ta không dựa vào cái bảng chấm điểm của giáo viên các bạn nhé, các bạn đang xem nhé, thì người ta không dựa vào bảng chấm điểm của giáo viên. Người ta sẽ quy định như này này các bạn này. Cái sự điểm của giáo viên chỉ chiếm 40% cái khả năng phán xét học sinh đó có thành tích hay không thôi. Còn người ta phải dựa vào lý thuyết 360 độ. 360 độ tức là như nào? 360 độ tức là bạn đứng ở trước máy giặt này và có 20 người đi qua xem cái máy giặt này rồi. Bạn phải hỏi, ít nhất phải là bạn lấy mẫu là 20, bạn chỉ với kỳ vọng phương sai của bạn là khoảng độ 95% độ tin cậy. Thì bạn hỏi tối thiểu là 3-4 người cho tôi. 4 người về cái máy giặt như này, và người ta sẽ nói về cái máy giặt như thế nào, thì đương nhiên rằng là những cái ý kiến đó là ý kiến tốt, và cái ý kiến của người sản xuất máy là khác trường. Khác trường coi là giáo viên đi, thì cái ý kiến của khác trường nói ra chưa chắc đã tốt các bạn nhé, chỉ đóng góp khoảng 40% quyết định của mọi người thôi. Cho nên là chúng ta, cái tính áp dụng nó phải là gì? Áp dụng phải được thể hiện qua cái bảng kiểm, tức là bản so sánh, bản xem xét các cái hành vi và chất lượng và kết quả, thì đó mới là tốt các bạn nhé. Cho nên nếu bạn nào chưa, cứ nghiên cứu hoài mà không ra được sản phẩm,
hoặc là cứ nghĩ thay đổi cuộc sống nhưng mà không có chịu đầu tư thời gian và công sức ấy, thì rất là lý thuyết các bạn nhé. Cùng anh quên đi và hãy lấy cái bút ra ghi lại từ đầu, là bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày làm việc gì như thế nào, thậm chí là ngủ phải nhiều hơn mọi người nếu mà các bạn thích, được chưa? Ngủ mà làm cho bạn sung sướng hơn, thoải mái hơn thì đương nhiên là các bạn nên làm như vậy rồi nhé. Đó là những chia sẻ từ khắp trường mình. Rồi, mỗi một ngày thì sẽ là một cái bài học nho nhỏ, mỗi là một cái chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ. Thế thì tôi rất mong rằng là những gì tôi chia sẻ hoặc là các bạn muốn hỏi mà trong cái khả năng hiểu biết của tôi, trong cái khả năng mà các trường mình có thể là diễn giải được, thì mình sẽ hỗ trợ cùng các bạn tiến lên. Tôi rất mong muốn là khi kết thúc live stream này, ai cũng sẽ hiểu được rằng là 5-7 ông nông dân ngồi với nhau mà chia sẻ với nhau thì vùng tối nó sẽ ngày càng được như co lại và vùng sáng sẽ được mở ra và chúng ta trở thành con người mạnh mẽ hơn và chúng ta giống như Gia Cát Lượng. Rồi, bye bye, chúc buổi tối nay tốt lành, chúc Thường Thương, chúc Đặng Thúy, chúc Phạm Thị Ngọc Liễu, chúc Triệu Mai Hương, chúc Gia Hoàng, mọi người đều thành công trong công việc. Bye bye, bye bye.